chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ed Channel. Và đây là một chiếc vlog hành trình đón Harry trở về sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái lý do tại sao bọn mình lại nhận nhiệm vụ để quay clip này ấy, là bởi vì bọn mình thấy là team shot là Mai Hoa, Thu Hảo, Lan Phương, Dư Đức Anh, thì những cái con người đấy ấy, nhận cái nhiệm vụ là đưa Harry đi thi đấy. Nhưng mà lại không đón Harry đi về. Đấy, không được. Mình đánh giá đấy là đi đến nơi mà về không đi chốt. Và bây giờ thì có lẽ là bọn mình đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi đồ đạc rồi. Lên đường thôi các bạn. Mang tiếng là tìm đi đâu đó mà lại chả đi đâu đấy. Hải Sơn này, Linh Sim này. Dạ em đây. Ra đây bảo như thế nào, tạo công ăn việc làm cho chúng nó mới được. Em đây ạ. Anh nào? Được gì đấy anh ơi? Rảnh quá nhở. Thôi đây, bây giờ mày đi đón Harry về cho anh đi. Hôm nay nó đi thi mà không thể đón bình thường được. Đón như nào ạ? Thì đón đặc biệt đi. Đón đặc biệt đó. Là bọn em còn phải làm nghề tay trái này, tài xế đón em cũng sẽ nổ à? Đúng rồi, em muốn chiều nó tí chứ. Ngày xưa thì... em hồi em thí em có đón em đâu. Lúc đấy là mày học đại học rồi. À thế à? Sao qua bàn được tao? Thế thôi, bây giờ mình đón đặc biệt thì mình đón đặc biệt thôi. Đi thôi anh Sơn, đi thôi. Thôi anh Sơn ơi, tình hình là em thấy ở đây hơi bị nhiều gian hàng, nhiều món đồ khác nhau. Hay là bây giờ mình chia nhau ra đi. Được, bây giờ anh nghĩ là anh sẽ đi mua một món đồ ăn nào đấy mà Harry thích. Thế anh mua ổ đồ ăn đúng không? Thế em sẽ mua một món gọi là món quà giá trị tinh thần thôi. Giá trị tinh thần là mua cái gì? Tí nữa anh biết. Được rồi. Thế anh đi hướng kia đi, em đi hướng này. Không, anh thích đi hướng này. Thế em đi hướng này. Sau khi đi quay một vòng thì mình nhớ ra là Harry bảo là Harry rất thích ăn mì, mà đặc biệt phải là mì cay. Nên là mình đã tìm ngay đến mì siêu cay của Ace Cook. Mì này thì mình đã từng ăn rồi và mình khá là thích, nên quyết định là sẽ mua cho cậu em này. Harry thì có vẻ là một người ăn rất là nhiều, bởi vì xem clip nào cũng là mũ bang. Thì bây giờ mình cứ chốt mỗi vị 10 gói. Đây là có vị hải sản này, bò này, gà này. Nghe đâu đấy là siêu cay, còn sắp ra mắt cả phở đó cơ. Mỗi cái 10 gói. Gà này, hải sản này để đấy cho đỡ lẫn. 5 bò. Các bạn cứ vào làm em mút của Ed Channel sẽ được chiều như thế này các bạn. Trong các vị này ấy, thì cái vị mình thích nhất ấy, là vị hải sản. Sau đấy là đến vị bò. Wow. Nhìn bao bì hấp dẫn nhỉ. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ mua khoảng 50 gói mì siêu cay các vị dành cho Harry. Nói chung là không biết cay nào bằng cái cay của mì siêu cay các bạn ạ. Nhưng mà các bạn nhé, dù có điểm thấp thì cũng đừng buồn vì thi cử. Mình cứ đi thử mì siêu cay. Khác với anh Sơn thì mình sẽ chọn địa điểm là một cái khu bán đồ. Rất là nhiều đồ kiểu mũ, rồi đồ gấu bông, rồi đồ dùng học tập các thứ. Tại mình nghĩ là mình sẽ tìm được một món hữu ích cho Harry ở trong này. Đấy, bây giờ mình sẽ đi tìm thử xem sao. Đó. Mà mình cũng không biết là Harry có thích đội mũ không. Có vẻ là nó cũng không thực sự quá hữu ích trong kỳ thi đại học lần này. Thế mình sẽ chọn một cái món nào nó giải trí hơn một tí đi. Theo mình biết thì Harry rất là thích nấu ăn, nên là có thể mình sẽ tặng cho Harry bộ này. Bộ đồ chơi nấu ăn mọi người ạ. Mọi người nghĩ là Harry sẽ thích không? Chắc là có đấy. Ui. Ê, con này hay thực sự mọi người ạ. Hay là tặng con này cho Harry nhỉ? Hay xinh quá. Tặng cho Harry với ý nghĩa là dù cuộc đời có quật ngã đến mức nào thì em vẫn sẽ có thể đứng lên được như con lật đật vậy. Hay tặng cho Harry bộ cọ rửa chảo cũng khá hữu ích. Nó sẽ như này. Ok, thôi mình sẽ chốt cái này. Cuối cùng thì đây là món quà mà mình sẽ dành tặng cho Harry. Không biết là bây giờ anh Sơn đã chọn được quà chưa? Nên mình sẽ đi tìm anh Sơn. Thôi, như vậy là bọn mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mỗi người. Mình đã mua được mì. Anh mua được nhiều đấy. Nhiều không? Em mua cầm sách trễ cả hai tay tất cả vì tương lai con em chúng ta là của Harry. Thôi sao, món quà của em chỉ là món quà tinh thần thôi. Anh phải cho Harry ăn no để cho Harry có sức để ôn thi. Thôi, được rồi, bây giờ anh nghĩ là chúng ta lên đường. Hôm nay bọn mình quyết tâm là sẽ lấy con mèo của anh Huy để chở Harry về. Cho nó gọi là chơi chơi. Okay. Em mình cũng phải gọi là nổi nhất cái trường trung học cơ sở Long Biên. Đi thôi. Nhân vật đầu tiên đồng hành cùng bọn mình trong chuyến đi này là những gói mì siêu cay, nên là bọn mình sẽ phải nâng niu gói mì này. Rồi ôi, đấy nha. Cho ngồi xem mèo nhá, tí nữa nhớ là phải phục vụ anh Harry đầy đủ đấy. Đấy. Tắt cho quả dây an toàn vào. Đi mèo. Ui giời ơi. Thôi, bây giờ là sẵn sàng, anh em ta lên đường.
Ok, xin chào mọi người. Như vậy là bọn mình đã di chuyển từ văn phòng đến với cả gần địa điểm thi của Harry là trường trung cơ sở Long Biên. Bọn mình tranh thủ là lúc này set up một cái khu vực picnic ở đây. Trong lúc mà đợi Harry thi, bọn mình quyết định sẽ là nấu mì mang tặng cho Harry, coi như là một cái phần quà chúc mừng Harry thi tốt. Ok, thì bọn mình đã bày các vị siêu cay ở đây rồi. Chắc là Harry thì Harry thích ăn hải sản, nên là bọn mình sẽ lựa chọn là nấu mì hải sản. Vì như Harry là thích ăn mì nước. Đúng rồi, em nhớ là Harry thích ăn mì nước. Nên là mình sẽ nấu mì nước. Còn mì siêu cay thì mình lưu các bạn là các bạn nhớ có thể nấu được cả dạng nước và dạng trộn luôn. Đấy chính là một đặc điểm rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nước. À ok. Lưu ý là một lượng nước vừa đủ các bạn nhé. Bật bếp điệu nghệ nào. Bùm. Nào bây giờ anh Sim trình diễn bóc mì. Nhưng mà mình phải đợi nước sôi đã chứ. Thế á? Đợi nước sôi mà. Bóc mì trước chứ. Đợi nước để sôi mà. Sôi phát là thảm luôn. Đấy là sự khác nhau các bạn ạ. Tính của mình là tính kiểu chuẩn bị trước cho tương lai. Còn tính của bên này, hội trẻ trung này là hội bao giờ đến thì mình làm. Theo như kinh nghiệm của mình thì đây chính là cái vị cay nhất so với hai vị còn lại. Đấy, sẽ thả vào đây tại vì nước đã sôi rồi. Thơm nhở? Nhưng mà thề trong tất cả các sợi mì anh ăn ấy, anh vẫn thích nhất là sợi mì siêu cay. Ờ, công nhận ăn nó kiểu dai, nó mùi thơm ấy. Thẻ quá, mặc dù là nấu cho em Wood Harry đấy nhưng mà... Ê, hay là mình làm thử ở đây để mình ăn nhỉ? Đi anh Sơn. Mình mua nhiều mà. Không thì mình nấu cho Harry vị hải sản hoặc mình sẽ ăn vị bò. Đây vị bò đỡ cay hơn. Được. Mình cứ nấu xong gói này rồi mình tính tiếp. Okay, bọn mình thì sẽ quyết định là cho cái gói siêu cay này vào trong nồi mì của bọn mình. Tại vì ấy, siêu cay bảo rồi, không một cái cay nào bằng cái cay của mì siêu cay. Anh nghĩ là ngon này mình làm mỗi người một gắp trước. Thử gọi là một sợi trước để mình thử xem là đã ngon chưa. Harry ơi, nếu mà em có xem được trước video này thì bọn chị cũng chỉ muốn là thử vị trước cho em thôi, là bọn chị đảm bảo là nó sẽ ngon. Chứ bọn chị không có ý định là ăn mì của em đâu. Ngon nhỏ. Ôi mọi người nhìn này, sợi mì này. Nếu mà đừng nấu chuẩn 4 phút ý, trông nó kiểu vừa dai vừa mềm luôn. Đấy. Mướt, mướt mượt mượt. Ngon lắm không? Để lên mình. Ngon. Ôi hay gắp rồi anh Sơn. Chọn lỡ gắp mất rồi. Ngon lắm luôn ấy. Thơm mùi hải sản. Nhưng cái quan trọng ở đây là cái vị cay nó rất là cuốn các bạn không thể ngừng ăn được. Lúc đầu em nghĩ là nó kiểu sẽ rất cay ý, tại vì em đã từng có trải nghiệm ăn mì cay cấp độ 7 rồi. Nhưng mà ấy, khi mà ăn cái mì này em cảm thấy là nó kiểu cay nhưng mà nó không bị quá khó ăn đâu mọi người ạ. Thế là tùy cái cấp độ mà mọi người ăn được cay thôi. Ai mà kiểu thích ăn cay nhưng không ăn được quá cay ấy, có thể không cho co cái gói gia vị cảnh báo. Em nghĩ là nếu mà không cho gói đấy thì cái vị cay nó sẽ giảm bớt một chút đi. Nó sẽ dễ ăn hơn nhiều đấy. Là cho cay vào thì ăn cuốn hơn mọi người ạ. Anh nghĩ là hay là mình cứ ăn đi, xong một tí mình nấu cho Harry gói khác. Ừ, nấu cho Harry gói khác. Đó, Harry ạ. Bọn chị vẫn có tâm lắm, em yên tâm nha. Ngon quá. Ok, sau khi mà đã ăn xong thì bây giờ bọn mình quyết định là nấu lại cho Harry. Lần này tôi tâm nấu ngon hơn. Yên tâm là bọn chị vẫn để cho em hẳn một gói mì nguyên luôn, không có động vào một góc nào. Không, đấy. Như lần này bọn mình nấu ngon hơn, bởi vì lần này bọn mình sẽ cho có kinh nghiệm rồi. Nhờ. Nào bây giờ chúng ta sẽ lấy xúc xích. Bây giờ mình phải đun nước đã. Thôi, chúng ta đợi nước sôi và tiếp tục thả mì vào. Và lựa chọn của mình vẫn là mì hải sản. Quá là ngon. Wow, em thấy gói lần này mình nấu chất lượng hơn đấy. Đây, có xúc xích quả nữa. Đây, wow, bọn mình quyết định là sẽ cho em xúc xích. Ờ, anh Sơn, mà đây là cách anh cắt xúc xích à? Không, xúc xích này của anh là theo trường phái là chiêu tướng. Ok, ngon hơn hẳn. Đây, chất lượng hơn. Là gói ớt 7 cấp độ. Ok, gắp mì ra. Quá ngon. Thơm thế. Ăn một gói rồi vẫn thèm ấy. Thôi gói này cho Harry rồi. Gói này cho em út. Yên tâm, đấy xúc xích của anh Sơn đây. Những chiếc xúc xích chất lượng. Tan. Ui, anh thấy bọn mình căn chuẩn không? Bọn mình căn được đúng một cái hộp này luôn. Đóng vào. Cho Harry. Ok. You are Harry của chúng tôi đâu rồi? Ủa anh Sơn, anh kiếm đâu được bó hoa này? Anh vừa mua của máy hoa xong. Ok, máy hoa nhá, bọn tao lấy bó hoa để tặng Harry luôn nhá. Cảm ơn. Hôm nay là team Essential đến rất là đông để chào đón Edmund hoàn thành xong kỳ thi để đời của mình. Như đi đón con thi đại học về. Thằng kia lấy đồ, từ. Harry. Làm bài nào em? Tốt lắm ạ. Đưa mình khoảng cao quá. 9 cộng đi. Ôi, 9 cộng. Đề khó không?
vô cùng tự tin. Thôi rồi, chúc mừng em vì đã hoàn thành xong kỳ thi năm nay. Cả nhà mình rất ăn mừng nhỉ. Bây giờ anh thấy đây nóng quá Harry ạ, mình ra xe mẹt ngồi đi em. Hôm nay là qua đây anh nhận nhiệm vụ của anh Huy là đến đón em trên con xe mẹt. Ok. Chúc mừng Harry. Chúc mừng em, đầu tiên là chúc mừng em đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Rồi bây giờ cập nhật qua cho mọi người tình hình tí xem nào, các môn. Em thấy nhìn chung thì tất cả các môn em đều làm ở mức ổn đi, không phải là quá xuất sắc. Thế môn nào mà tự tin nhất? Môn tự tin nhất thì chắc là môn em vừa thi xong, môn tiếng Anh ạ. Bảo sao trông vui vẻ hớn hở thế. Rồi đầu tiên là môn văn, em là mày nào? Em bị trượt tủ. Trượt tủ rồi. À thế là ôn người lái đo sông Đà. Vâng. Trời, lúc mà em cầm vào cái đề, em nhìn thấy nó không phải là sông Đà là em đã thấy cuộc đời em cũng không được nở hoa lắm rồi đấy. Nhưng mà công nhận là cái phần đọc hiểu rất khó luôn ấy, thật sự. Có nghĩa là bình thường nếu mà em làm bài, em đọc một cái em sẽ có những cái ý tưởng ngay. Nhưng mà như hôm qua thì em mãi một lúc phải khoảng 10-15 phút. Em đọc liên tục, em đọc cả các câu sau em mới nghĩ ra phương án làm cho những cái câu đầu tiên luôn ấy. Toán thế nào? Toán thì em cũng không biết tại vì em chưa check đáp án nhá. Nhưng mà em tự cảm nhận là em làm được. Có nghĩa là em còn làm được đến tận câu 40. Nhưng em về nhà em lên mạng em thấy mọi người lại kêu là đề khó. Thì em đã không biết là do em làm sai hay là do nó khó thật. Cái này cũng là kiểu là mình thấy băn khoăn ấy, bởi vì là bọn anh đi phỏng vấn ấy thì thấy các bạn kêu là dễ lắm. Kiểu có bạn 9 và bạn đi ra cửa phát hô là 10 điểm trong tay. Không 10 điểm hơi phí đề này anh ạ. Clip lên thì lại các bạn người lại kêu là đề này rất là khó, rồi mọi người để title này khiến mọi người hoang mang. Nhưng thực ra bọn mình phỏng vấn có những người như thế thật nên bọn mình mới cho lên. Đấy, thì Harry cũng bảo là đề năm nay cũng khá là vừa sức vừa dễ đúng không? Không quá dễ nhưng tại vì toán không phải là một môn mà em giỏi lắm. Nhưng mà chung là ở mức làm được đi. Ok, rồi. Thế thì bây giờ ai bảo anh sẽ có phần quà cho em. Đầu tiên là món quà về mặt gọi là tinh thần. Đấy, là đây. Ăn, đồ ăn. Thế trưa nay em ăn gì rồi? Trưa nay em ăn có một ít cơm gọi là qua loa để đi thi không bị đau bụng ý. Thế thì không được rồi. Nên là bọn chị đã chuẩn bị cho em một món quà ấy, mì. Wow. Mì nhưng mà bên trong còn có cả xúc xích. Nóng ghê. Ok, đây là mì siêu cay vị hải sản vừa nấu xong dưới trời nắng 40 độ. Ok, Harry ơi em thử đi. What? Thử đi. Ủa nhìn em nó ăn mà mình cũng thèm. Đói quá. Của anh đã nấu mì đúng 4 phút. Đấy, nên nó sẽ giữ được cái độ dai của mì. Thích không? Đấy. Sao đi nữa thì đấy, bọn mình đã kết thúc hành trình đón Harry ngày hôm nay. Bây giờ thì chắc là sẽ để cậu em này ngồi đằng sau ăn hết gói mì. Đưa em ấy về nhà xong rồi thì bọn mình mai lên săn vé Blackpink là vừa nhỉ. Hẹn gặp lại mọi người ở clip đi du Blackpink của iChannel nha. Bye bye. Nhân tiện đây chúc các bạn sĩ tử 2K5 đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xuất sắc. Yeah, chúc mừng các bạn. Bye bye mọi người. Ủa sao lại ở đấy? Thật chết rồi. Quần quần tặng Harry rồi anh Sơn ơi.